Xin chào các bác, xin biết chào các bác quý anh chị. Chào mừng các bác quý anh chị đã tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Hiền TV. Các bác thân mến, hôm nay cháu lại tiếp tục lên trên nhà của em Quân xem hôm nay em Quân đi đâu làm gì các bác ạ. Hôm nay cháu lên, cháu cũng mua lên ít trứng cho em Quân. Không biết hôm nay em Quân đi đâu làm gì. Đang phơi đồ. Quân ơi, làm gì ấy? Quân chào các ông các bà đi Quân. Con chào các ông các bà. Này, anh lên anh mua cho Quân mấy quả trứng. Dạ. Hôm nay đâu làm gì Quân? Em ở nhà đi lấy củi. Hôm nay ở nhà phơi đồ hả Quân? Cái đố này hôm trước Quân đi lấy về Quân nhỉ? Cái này có phải trước bà chồng không Quân? Sáng nay em đi tới kia. Em đi về xong rồi thay con chó nó. Ở dưới kia xong rồi nó chửi chửi xong rồi. Đi hỏi nhà ai cũng không bảo không biết nên là em mang về nuôi. Không biết là của ai. Đi ai chăm được thì chắc là. Em đi em gặp ở đâu? Ở dưới kia. Ô đẹp không nhỉ? Hay chắc các chó ai đi lạc ấy nhỉ? Ô, bây giờ có bạn được Quân ạ. Nếu mà không ai về nhận đấy. Cái này chắc người ta sẽ về tìm lại. Chắc là chưa khô, nó chưa ra ấy Quân ạ. Hay là phơi một tí nữa đập con. Nó chưa khô ấy. Chắc chưa khô nó chưa dài. Giờ con đi đâu làm gì không? Đi lấy củi. Hay đi lấy củi xong là tí lấy củi về thôi. Lại đập Quân này. Đi đâu lấy Quân? Giờ con đi phụ nhà bác làm nhà cho bà không Quân? Tí mới đi á. Sáng nay từ huyện lên có đi không? Có ạ. Làm sắp xong chưa? Dạ. Làm sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Giờ còn 3-4 ngày nữa là làm đám cho bà nhỉ? Dạ. Chắc 3 ngày thôi nhỉ Quân nhỉ? 3 ngày nữa nhỉ? Thì bố cũng về hộ ngày nào hả Quân? Chó này cứ theo Quân. Đi đập cho. Thưa cô bác ạ, nhà của em Quân, nhà cũ của em Quân cũng hỏng hết rồi. Mọt hết được Quân nhỉ. Nếu mà trời mưa có vào nhà không Quân? Dạ. Nếu mà trời mưa có vào nhà không? Hỏng hết rồi này, tôi cũng hỏng hết rồi. Thôi, hỏng hết. Nếu mà mưa to cũng sợ ấy Quân nhỉ. Còn đi hộ ai cấy hả? Không, thì giải công rồi. Giải công hả? Chắc ai cũng cấy hết rồi nhỉ. Nhà Quân sóng chưa? Đó. Lúa sóng chưa? Chưa. Chưa sóng á? À, sóng rồi. Hôm nay mỗi anh đi anh Quyền với chị Quyền
con kia hơn một con này. Nếu mà lớn cho yêu, đáng yêu quần. Đây mà có thời gian là phát cho nó sạch sẽ quần này cái này. Giờ cũng có bò vừa đỡ vất vả hơn nhỉ. Nhưng mà trước là phải đi lấy cỏ ấy nhỉ. Giờ này ấy, nóng. Xác không Quân? Dạ. Xác không? Xác hơn cả dao. Xác cả dao á? Ôi chó này đâu. Một con cái, một con đực hả Quân? Dạ. Hay cả đực hết. Một con cái, một con đực. Nếu mà mất mấy nữa họ về tìm mình nhỉ? Tháng nay về mới gặp hả Quân? Hay là... Tháng nay về mới gặp. Gặp ngoài đường á? Xuống dưới chơi ấy, xong rồi là em về, xong rồi nó cứ ở trong cái thực quả nhà em mà em trồng cỏ ấy, xong rồi nó cứ kêu em đi xem là có hai con em mà em hay là ai lấy đi vứt nhỉ? Thôi vứt, con chó thì người ta không vứt đi, chắc là nó đi lạc thôi. Bé tí này nó đi lạc. Cái này tiện hơn dao ấy nhỉ, Quân thử cái này. Mấy nữa chắc phải làm đám cho bà xong mới làm được nhà ấy Quân ạ. Như đang làm đám cho bà chắc không làm được nhà đâu. Bây giờ ai cũng cấy hết được Quân nhỉ? Giờ đây ai cũng cấy hết rồi nhỉ. Ừ. Cái này không lấy à Quân, lấy đi vứt. Lấy vứt à? Ừ. Sao cái này không lấy? Lấy mà em chỉ để ngoài. Tôi có đi xuống huyện không Quân? À có. Hay tôi đi xuống huyện nghỉ cho mai lại về. Em về Hồ Bắc. Mấy hôm nay bạn còn về đây chơi không Quân? Có. Bạn cũng về á? Ừ. Cái này lấy để lâu cho Quân, cái này quỳ quỳ này khô ấy rồi. Đấy nó nhốt luôn, đấy nó nhảy ra rồi Quân. Nhốt xong nó nhảy ra rồi. Một con đi đâu rồi? Một con nó ngủ rồi. Thời gian kia nó rời lắm. Con này cũng ngủ nè. Cứ chạy theo Quân. Dạo này con đi lấy giả của Lam không Quân? Giả của Lam không? Mấy ngày hôm nay chị em không đi lấy rồi. Mấy hôm nay bận, bận làm nhà cho bà. Ở xung quanh chắc cũng nhiều Quân nhỉ? Cũng nhiều không? Không có máy đâu nhỉ? Không máy đó. Lấy hết cả đống này hết rồi Quân.
con gà của con đi đâu chơi hết rồi. Bây giờ nó chán nó đi rồi. À, nó đi chơi rồi. Các chị đâu mới về. Ôi, nóng rồi, hôm nay nóng rồi con này. Dạo này có đi xem ruộng không con? Hay là nước? Hay không có nước rồi? Ruộng con này. Có. Sáng nay em vừa mới đi xem. À đúng rồi, sáng nay em đi xem nước xong mới gặp con chó ấy. À. Đi xem nước ruộng xong mới gặp con chó xong mới mang về à? Vâng. Nó ăn cơm khỏe chưa? Chợ mang về nó không ăn cơm gì. Ngô kia có còn có quả không con? Dạ. Ngô kia. Có, chỉ có vài quả. Nó không có gì. Nhưng có quả nó không có hạt nhỉ? Có hạt không? Quân có đi xem không? Bảo bác đi lấy thì cho bò ăn đi. Nếu nhà bác có bò ấy. Ôi giời này nóng. Chảy hết mồ hôi. Tắt hết mồ hôi. Nóng quá hay đi về quên nhỉ? Đủ chưa? Chưa. Thế đủ không? Đu ra đi về nghỉ nóng. Ô mấy con ngủ đây rồi. Con này có ai ngủ đẹp ừ. Hãy cho anh xin một con. Sợ người ta về tìm ấy. Chắc chưa đâu, chưa khô ấy. Nước hôm nay về nhiều nhỉ, nước ấy. Hôm qua vừa sửa xong. Ừ. Mát này, ôm nước là mát. Mát đấy. Nước ra có nhiều quá nhỉ. Để nguồn nữa. Đi. Chưa khô đâu. Chắc một tí nữa có một tí luôn mới được ấy. Chưa được đó. Đây là trước Quân cùng bà chồng. Ừ. Hay muốn bà chồng. Em cùng bà chồng. Ồ, đây à, Quân lấy đi bắt cá. Quân có hay đi bắt cá không? Có chứ. Nhưng mà mùa này thì ta hay lấy trộm cái lưới đấy đó.
lấy chuộng không? Dạ. Hay tí anh mới Quân đi đi bắt nhỉ? Đi không? Dạ. Hay tí anh với Quân đi bắt nhỉ? Mùa này lấy không được đâu. Mày mua nào mới được? Nhưng mà đầu hết đừng mấy cân, đừng 3-4 cân này. Có cây nào anh đập cùng đấy. Anh thử đập đi. Anh có biết đập không? Nó đã phơi. Ui, cái sạch cho anh rồi. Đó. Cái sạch đâu. Cái này vẫn còn. Không biết được rồi. Có cái ghế nào không? Xong này xào con cái này có cần xào không? Làm xong phải tắm nhỉ? Không tắm cho ông nhớ người thế. Không tắm thì nhớ đâu. Không tắm thì nhớ đâu, mình đang đi mấy, tối rồi. Đập xong ăn sáng luôn nhỉ? Không ăn sáng. Để sáng chứ à. Đập xong hết rồi còn chưa được một nửa. Quân là nhổ máy này hay một ngày thấy ngày dưới á, ngày dưới mới được bằng này á. Trong nhà vẫn còn á. Ui bụi nhỉ, bay quá.
nếu mà có khẩu trang là đeo khẩu trang vào là đỡ bụi hay không? Vâng. Nãy anh không kịp mang. Mang đi. Anh được không quân sàng luôn. Để sàng chưa được. Bây giờ thưa các bác anh chị, trên tay của cháu Quyền đây là sản phẩm mật ong khoái nguyên chất 100%. Mật ong này thì có tác dụng đó là tăng cường sức khỏe, chữa ho rất là tốt cô bác ạ, ngăn ngừa về bệnh ung thư, và ngoài ra thì còn có rất là nhiều tác dụng khác nữa. Hiện tại thì cháu cũng có mua được mấy lít cháu cho vào cái bình thủy tinh này này các bác. Đây là những lít mật nguyên chất 100%. Ngoài ra thì cháu có lên bản, cháu có thu mua được một ít cái hoa đu đủ đực, cháu đã ngâm vào cái bình thủy tinh này. Đây là cái bình cháu đã ngâm vào đây các bác ạ. Bây giờ cháu sẽ đổ vào đây. Đây là những lít mật nguyên chất 100%, rất là đặc sánh các bác ạ. Khi mà các bác lấy những sản phẩm của cháu Quyền về thì các bác yên tâm về cái chất lượng mật. Và cháu đã phải lọc qua rất là nhiều lớp thì mật ong mới cho vào chai được các bác ạ. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ cho cháu Quyền qua số điện thoại là 0395 953 850 hoặc 0369 944 064. Rất là mong các bác anh chị sẽ ủng hộ gian hàng của cháu Quyền. Còn bây giờ thì xin mời cô bác cùng theo dõi video. Thưa cô bác là cháu với em Quyền là được hết rồi. Ôi toàn lá Quyền này. Được hết. Được bốn số này toàn lá. Chắc chưa được 1 cân đâu Quyền này. Cái này á. Nếu mà xào hết chắc không được đâu. Thế là chưa xào Quân? Chưa. Mai mới xào á? Giờ đi đâu? Giờ đi bắt củi về nhà. Cô bác về nhà mà. Nếu mà tối trời mưa là mai không có củi gì đun đấy nhỉ? Không biết đâu. Đập cho nóng hết từ người Quân ạ. Ô, cả đống này nữa. Đống này hôm nào Quân lấy. Hôm qua Quân lấy. Ở đây có củi nhiều Quân nhỉ. Con chó lại theo về đây. Con chó này.
nãy là con trắng, bây giờ nó là con đen. Thay nhau về. Giờ nó là tiếp theo về đây chơi. Đây là có phải là lưa của Quân không? Phải. Đấy. Giờ không trồng gì nữa. Trước là bà còn sống à, trồng không? Có trồng ạ. Đấy. Con trồng tốt lắm nhỉ? Cái này mấy cái ngoài này thì không trồng. Ở bên kia. Trên rừng kia cũng là của Quân hay là Quân? Rừng kia. Kia còn chưa chia. Còn phân chia. Chia đó. Chung nhỉ? Rừng chung ấy nhỉ? Rừng chung là ai muốn lấy mà. Rồi bác quỷ xong rồi lại đi đâu làm gì không Quân? Còn thấy hộ nhà bác làm nhà không? Nhà cho bà không? Hay làm xong rồi? Thưa với bác là anh Quân về những công việc hàng ngày của anh Quân về nhà là đi lấy củi. Hôm nào mà không đi lấy củi là đi làm gì Quân? Ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Ở đây mà nếu mà không dọn dẹp nhà cửa là có khi có con rắn ấy nhỉ, sợ lắm. Nghỉ gần rừng già nữa ấy. Hết rồi. Đi xem đàn bí đi Quân. Dạ. Đi xem đàn bí đi Quân đi. Giờ có quả nhiều chưa? Chỉ có quả bé thôi. Ừ. Tốt nhỉ, đàn bí này. Ô, đang có một quả to rồi Quân, này. Dưới này này. Hai quả đó. Có quả bé nhiều đấy nhỉ. Mày nhớ mà nếu mà lấy bán cũng được nhỉ, này. Ô. Cái này nó còn chưa to quá đâu. Cái này á? Nó to là nó phải to này. To. Loại này loại to. Ui, có quả bé nhiều nè. Hai quả bé này hồng ấy. Nó hồng nhiều lắm. Thôi để làm tí vừa bé Quân.
Đấy, nữa mà xuống dưới kia ở là lâu lâu lại lên đây một lần ấy nhỉ Quân nhỉ? Lên đây lấy củi ấy. Mà nếu mà lâu lâu là lên là có củi nhiều ấy. Người ta không lấy nhiều lắm. Người ta không bị lấy á? À, chuyến này nữa là hết nhỉ? Chuyến vẫn còn. Vác đi hết rồi, hay là để ông khác vác nữa. Mấy nữa này đun hết xong rồi về vác tiếp nhỉ? Quân có đi xuống huyện luôn à? Trời, đi xuống huyện luôn nhỉ? Thưa cô bác, là thước phim của cháu chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi. Cho cháu xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Điển TV. Xin chào các bác. Quân chào các ông các bà ơi, Quân. Con chào các ông các bà.